nhằm chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thế giới di động và điện máy xanh khởi động chiến dịch thiện nguyện góp triệu yêu thương, trao ngàn tấn gạo, với mục tiêu trao tận tay 2.000 tấn gạo đến người dân khó khăn tại 23 tỉnh thành phía Nam. Chương trình đã diễn ra trong khoảng từ giữa tháng 9 cho đến giữa tháng 10. Với ý nghĩa nhân văn thiết thực, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 21 đối tác lớn của Thế giới di động và điện máy xanh. Số lượng gạo vận động được gấp đôi năm ngoái, tương đương 100.000 phần quà, mỗi phần 20kg cho mỗi hộ gia đình. Riêng tại thành phố Cần Thơ đã trao xong tại 20 điểm, mỗi điểm từ 200 đến 400 phần quà. Ngoài ý nghĩa về mặt vật chất, còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và truyền đi nguồn năng lượng tích cực, lạc quan về tương lai. Với độ phủ đến 400 cửa hàng tại 23 tỉnh thành, cùng sự nhiệt quyết hỗ trợ của 5.000 nhân viên nội bộ, chương trình góp triệu yêu thương trao ngàn tấn gạo đã tiếp nối hành trình 3 năm bền bỉ với các hoạt động từ thiện của Thế giới di động và điện máy xanh, như trao tặng 10.000 nồi cơm điện cho người nghèo, cùng LG góp 1 tỷ 500 triệu đồng cho quỹ Operation Smile, hỗ trợ ca mổ không đồng cho các em nhỏ bị dị tật hàm ếch. Chương trình bán hàng không lợi nhuận, giảm giá sâu cho bà con 5 tỉnh miền Trung tái thiết cuộc sống sau cơn bão lũ lịch sử. Gần đây nhất là Tết sẻ chia, trao 1.000 tấn gạo cho 50.000 hộ gia đình khó khăn trên khắp cả nước. Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động cũng là đơn vị vận hành quỹ máy ấm, tiếp sức bằng cách trao học bổng cho học sinh và sinh viên có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.